Quãng nghỉ vừa rồi rất là dài, gần như là anh em không quen được cái kỳ nghỉ đấy, nhưng mà cũng may là anh em ở nhà cũng chịu khó, anh em tự tập ở nhà, nhưng mà cái tập đấy nó cũng không thể giúp được cái, cũng duy trì được những cái cảm giác bóng này, những cái cảm giác trong sân, nên là quay trở lại anh em phải mất một vài ngày để làm quen lại, lấy lại thể lực cũng như là lấy lại cái cảm giác bóng và cảm giác di chuyển trên sân. Sau cái thời gian nghỉ vừa rồi ấy, thì khi quay trở lại thì mình thấy toàn đội cũng đã rất cố gắng để có thể lấy lại được cái 100% phong độ của mình, nhưng mà do cái quãng nghỉ quá dài vừa rồi nên là bây giờ toàn đội vẫn chưa lấy lại được 100% phong độ. Trận đấu này mình nghĩ là rất là bổ ích, khi mà sau một quãng thời gian dài như vậy thì bây giờ anh em có cái trận đấu này thì để tìm lại cảm giác bóng, rồi là tìm lại những cảm giác phối hợp trên sân, rồi là tìm lại những cảm giác của anh em trong sân gọi nhau, rồi là quay lại tìm lại những cái mà anh em đã mất đi sau thời gian vừa rồi để giúp anh em gần lại nhau hơn, và có thể sau đó sẽ thi đấu những trận tiếp theo thì có thể rất là tốt hơn. Trận đấu này là một trận đấu rất là quan trọng để cho toàn đội có thể lấy lại được cái thể trạng tốt nhất để bước vào giải đấu, và cũng để nhìn lại xem các cầu thủ trong thời gian vừa qua đã có mất đi phong độ của mình hay không, hay vẫn còn giữ được cái phong độ của mình.